Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. Tác hại khó ngờ của 9 loại rau hay ăn hàng ngày. Quý anh chị thân mến, rau ngót, mồng tơi, rau muống hay là rau mùi, vân vân là những loại rau được dùng thường xuyên trong cái bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên thì ít ai biết được những loại rau tưởng an toàn này vẫn ẩn chứa những cái hiểm họa cho sức khỏe nếu dùng không đúng cách. Thứ nhất đấy là rau ngót. Rau ngót có cái công dụng là thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, tốt cho phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, nếu phụ nữ đang mang thai ăn nhiều rau ngót sẽ dễ bị dọa sảy và sảy thai do kích thích co bóp của dạ con. Ngoài ra thì rau ngót còn cản trở sự hấp thụ canxi và phốt pho, gây mất ngủ, kém ăn. Loại rau thứ hai đấy là rau mồng tơi. Rau mồng tơi có chứa cái hàm lượng axit oxalic cao, nếu liên kết với sắt và canxi sẽ khiến cơ thể khó hấp thụ các cái chất dinh dưỡng. Người mắc các bệnh sỏi thận không nên ăn rau này vì chứa nhiều purin, khi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric, tăng nguy cơ phát triển sỏi thận. Thứ ba đấy là rau muống, một loại ký sinh trùng sán lá ruột lớn phổ biến trên rau muống có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể khi ăn rau muống sống hoặc là nấu chưa chín. Ký sinh trùng này có thể neo mình vào thành ruột, gây khó tiêu, dị ứng, đau bụng, các cái triệu chứng nhẹ có thể gây biến chứng nặng dẫn đến tử vong. Thứ tư đấy là cải xoăn. Các chất goitrogenic trong cải xoăn có thể ảnh hưởng đến những người có tuyến giáp không lành mạnh. Hơn nữa thì cải xoăn có chứa oxalat, chất có hại cho những người mắc bệnh thận. Và thứ năm đấy là bí đao. Bí đao là cái loại rau củ chứa nhiều chất khoáng, giàu chất xơ và vitamin. Tuy nhiên thì bí đao chứa 41 dư lượng thuốc trừ sâu và hầu hết chúng gây rối loạn hormone. Ngoài ra thì chúng cũng chứa oxalat không tốt cho người bị sỏi thận. Thứ sáu là rau má. Rau má có tính hàn nên dễ dàng gây đầy bụng, tiêu chảy, ăn nhiều sẽ khiến làm tăng cholesterol, tiểu đường, nhức đầu, gây sảy thai. Rau má làm giảm tác dụng của thuốc tiểu đường, thuốc hạ cholesterol, thuốc cảm lạnh và ho. Loại rau thứ bảy đấy là rau mùi. Nếu phái mạnh, ăn nhiều rau mùi sẽ làm hao tổn tinh khí, đổ mồ hôi trộm, mệt mỏi, gây ức chế cơ thể sản sinh testosterone, gián tiếp diệt con giống, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của đàn ông. Thứ 8 đấy là rau răm. Rau răm có thể gây hại nếu ăn nhiều và thường xuyên, sẽ sinh nóng rét, giảm tinh khí, thương tổn đến tủy. Đàn ông ăn nhiều rau răm sẽ kém cường dương tráng khí, chân huyết sẽ khô đi, phụ nữ có thể sẽ mất chu kỳ kinh nguyệt. Và loại rau thứ 9 đấy là rau ngải cứu. Ngải cứu có cái công dụng như là giảm đau đầu, đau cơ, nhuận tràng, nhưng dùng nhiều thần kinh trung ương sẽ bị hưng phấn quá mức, dẫn tới tình trạng chân tay run rẩy. Ngoài ra, sự ảnh hưởng tới thần kinh sẽ dẫn đến các cái bệnh hay quên, ảo giác và tổn thương não. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy chính là 9 loại rau rất có hại đối với sức khỏe mà ít người biết đến. Đây là những loại rau mà được dùng thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên thì những thông tin này cũng mang tính chất tham khảo. Mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.